Có nhiều loài động vật khác nhau trên hành tinh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ nói về động vật ăn cỏ. Đây là những động vật được cho ăn hoàn toàn bằng thực vật. Nó bao gồm những loài chỉ ăn lá, cỏ, cũng như những loài ăn quả và hạt. Những loài động vật ăn cỏ mà chúng ta thường biết đến như loài voi, ngựa, cừu, dê, linh dương, như cao cổ, tê giác, mã,